lúc đó hiện tại nuôi ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Dương. Thì chi phí nó thì nó từ lúc ấy thì là di chuyển hơi cao, nhưng mà chúng tôi có kinh phí rồi. Cái túi đựng đồ tấm lạnh. Mình đi bưu điện tới đây là 0.25.